Có những cái người ăn xin sẵn sàng là cầm cái nón để dơ ra để xin. Đó. Hầu hết các cái bạn này là ở Campuchia sang Việt Nam. Đó. Ở Campuchia sang Việt Nam rồi hành nghề. Khách này là cái đoàn khách này là khách Trung Quốc. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này Tuấn Dương đang có mặt ở con đường Lê Văn Hưu thuộc phường Bến Nghé, quận Nhất. Phía trước đang là ngã ba Lê Văn Hưu cắt với đại lộ Lê Duẩn, và ở bên kia đường thì cô bác anh chị sẽ thấy đó là lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì những người khi mà muốn đi du lịch qua Mỹ, các bạn là phải xếp hàng rồi nộp visa, xếp hàng để xin visa, lấy số thứ tự và hẹn dô để phỏng vấn. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Dương sẽ mời các cô chú anh chị cùng loanh quanh khu vực trung tâm Sài Gòn. Chúng ta sẽ đi từ đây về tới khu Thảo Cầm Viên, sau đó mình sẽ quay lại về khu quận 3 chợ Bàn Cờ. Sài Gòn những ngày này thì thời tiết vẫn khá là oi bức. Nhiệt độ theo dự báo thì mỗi một theo dự báo thì nhiệt độ bây giờ vào khoảng 37 độ 5 cho tới 38 độ. Nhưng mà trên thực tế thì ở các cái đô thị lớn như Sài Gòn, khi mà ở các cái thành phố lớn ấy, nó có thêm cái hiệu ứng đô thị, đó là thứ nhất là đường nhựa nó hắt lên, cái thứ hai là xe cộ nhiều, bê tông và nhà kính, ít cây xanh, khiến cho cái nhiệt độ nó phần nào nó tăng lên so với những các cái vùng quê, vùng mà nhiều cây cối hoặc là ao hồ sông ngòi. Hướng di chuyển thẳng này, thưa cô bác anh chị, là chúng ta sẽ đi về tới Thảo Cầm Viên. Còn quẹo phải đây các bạn là đại lộ Cường Để này. Ngày nay là đường Tôn Đức Thắng. Chúng ta quẹo phải để đi ra khu bến Bạch Đằng. Rất nhiều những cái xe gắn máy đã đậu vào cái len mà xe hơi người ta quẹo, dẫn tới là tài xế họ phải bấm còi. Quẹo trái đây thì chúng ta sẽ đi vào con đường Đinh Tiên Hoàng, vào gặp Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, rồi gặp Đài Truyền hình Thành phố. Rồi, mời cô chú anh chị chúng ta cùng di chuyển về phía Thảo Cầm Viên, một công viên cũng khá là lâu đời ở Sài Gòn. Bên tay trái của chúng ta là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thưa các bạn.
khu vực này tập trung cũng nhiều các cái cơ quan hành chính của nhà nước. Đây, phía trước mặt cô chú anh chị nhìn, đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tới đây thì chúng ta mua vé để vào cửa. Mùa hè thì cũng có nhiều gia đình, các phụ huynh đưa con em của mình tới để tham quan, vui chơi. Ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ đó các bạn, khi mà TV chưa có nhiều thì cái việc mà xem các cái con thú hoặc là vui chơi ở sở thú đó là mình cũng rất là thích. Đây, khi đi vào sở thú đó các bạn, là chúng ta sẽ gửi xe gắn máy, gửi xe hơi. Nếu mà mua vé vào cổng đó các bạn, bãi giữ xe gắn máy thì nằm ở phía bên tay phải. Giờ này thì hết cho tham quan rồi. Người lớn thì 60.000, tức là cao từ 1m3 trở lên. Còn từ 1m đến dưới 1m3 là 40.000. Còn dưới 1m3 thì là miễn phí. Đó. Như vậy là vé người lớn là giá là 60.000. Như vậy là giá vé đã tăng rồi nha các bạn. Đây, các cháu đi vào Thảo Cầm Viên để tham quan. Rồi cũng có những cái vị khách này các bạn này, người ta chờ bên ngoài để đón xe taxi. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta cùng di chuyển tiếp nhé. Hướng di chuyển thẳng này các bạn, là chúng ta sẽ gặp Dinh Thống Nhất. Khu vực này thì gần như là rất ít người buôn bán hàng rong các bạn ạ. Đây, chuẩn bị chúng ta sẽ quẹo trái đi vào con đường Tôn Đức Thắng. Tuấn Dương sẽ mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi qua cái cây cầu, cầu Thủ Thiêm. Bây giờ cầu này gọi là, cái khúc này là cầu Ba Son này. Chúng ta sẽ đi qua cây cầu Thủ Thiêm để đi sang thành phố Thủ Đức. Những các cái khu mới này đó thì xây dựng rất là đẹp. Nhìn không khác gì nước ngoài, không khác gì Singapore á. Chỉ có điều Singapore thì xe gắn máy của họ ít hơn Việt Nam.
người dân Singapore thì Tuấn Dương thấy ta đi bộ này, rồi đi tàu điện ngầm nhiều hơn là sử dụng cái phương tiện cá nhân. Ở Sài Gòn vẫn đang diễn ra cái lễ hội sông nước. Đó. Cô chú anh chị nhìn những cái nhịp cầu rất là hiện đại và đẹp. Vừa qua Tuấn Dương cũng có đi sang Singapore thì mình thấy là Singapore người ta trồng rất là nhiều cây xanh, người ta tận dụng đủ mọi chỗ, đủ mọi diện tích để người ta trồng cây xanh. Đây, nếu mà cô chú anh chị mình đi chơi đó, có thể đi vô đây để sau đó mình gửi xe ở khu vực này, rồi mình đi ra cái khu vực sát phía bên bờ sông. Rồi chúng ta quẹo trái. Khu này thì cũng còn rất là nhiều cái diện tích trống. Trong tương lai thì cũng sẽ mọc lên những các cái tòa nhà. Trước đây thì buổi chiều mọi người hay tới để thả diều, bây giờ có lẽ còn quá sớm. Những chiếc xe hơi người ta sang đây buổi chiều mát các bạn, người ta sẽ thả diều này, ăn uống vui chơi. Đây, mời cô bác chúng ta cùng quẹo phải. Về quy hoạch thì quận 2 xây dựng sau nên được quy hoạch tốt hơn quận nhất. Cũng nhờ những cái cây cầu rồi hầm vượt sông Sài Gòn mà quận 2 ngày nay đã phát triển hệ thống giao thông rất là tốt. Đây, mình sẽ quẹo phải để đi vào đường hầm vượt qua sông Sài Gòn.
Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào hầm vượt nha các bạn. Xe gắn máy thì chỉ được phép hoạt động từ 4 giờ cho tới 23 giờ thôi. Tốc độ ở đây là dưới 40 cây số một giờ. Đèn ở trong này là ta bật đèn sáng choang luôn. Trong hầm thì còn có hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát hiểm, rồi hệ thống lấy gió nữa. Chúng ta vẫn đang có mặt ở dưới hầm vượt sông Sài Gòn. Chúng ta đang đi sang quận nhất đây các bạn. Những cái motor rất là lớn, như là những cái motor của máy bay để quạt thông gió. Rồi, chúng ta đã ra tới cửa hầm rồi các bạn. Rồi, tới đây thưa cô bác anh chị là chúng ta sẽ gặp con đường Phó Đức Chính. Hướng này là chúng ta sẽ di chuyển về phía chợ Bến Thành. Đây là góc của đường Phó Đức Chính cắt với con đường Nguyễn Công Trứ. Đường Nguyễn Công Trứ thì tập trung nhiều các công ty chứng khoán. Ở đây người ta gọi là phố Wall của Sài Gòn. Các cái tập đoàn đầu tư tài chính, các công ty chứng khoán tập trung ở khu vực này rất nhiều. Đây trước mặt chúng ta là góc của đường Nguyễn Thái Bình,
cắt với con đường Phó Đức Chính. Hướng đi thẳng này các bạn là chúng ta sẽ về phía khu cửa nam của chợ Bến Thành. Ở khu vực này thì có nhiều bà con người ta buôn bán các cái mặt hàng như là giày dép này, giày lưng, nón bảo hiểm. Đây, giày dép các thứ các bạn nhìn thấy người ta bán sát với lề đường này, nón bảo hiểm, giày, giày dép, sửa giày dép, rồi bán mắt kiếng. Bên tay trái là bảo tàng mỹ thuật. Đây, phía trước mặt cô chú anh chị là chợ Bến Thành, đường Phó Đức Chính. Còn quẹo trái là đường Lê Thị Ông Gấm, ngày xưa là đường Hồ Văn Ngà. Ngày xưa lúc mà Tuấn Dương làm ở Sài Gòn đó là Tuấn Dương có làm cho một cái nhà hàng ở đây. Đây, quẹo phải là chúng ta gặp con đường Cam Mét các bạn. Đây vẫn là đường Hồ Văn Ngà, Lê Thị Hồng Gấm. Khúc này cũng khá nhiều những cái khách sạn. Mình cũng có thể mướn khách sạn ở đây, mình đi ra chợ Bến Thành chơi. Cũng gần và giá thì nó rẻ hơn. Rẻ hơn là mình mướn ở trước cổng chợ Bến Thành. Rồi đây là con đường Ký Con, Tuấn Dương sẽ quẹo phải vào Ký Con nhé. Ở đây có một cái đường cũng rất là nhỏ, đó là đường Đặng Thị Nhu, quẹo phải này. Ở đây cũng có những cái khách sạn, ví dụ khách sạn The One bên tay phải của mình, 4547 Đặng Thị Nhu. Trước thì có nhiều khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay về cũng ở những cái khu này. Ở khu này thì giá khách sạn, giá phòng nó sẽ rẻ hơn ở sát với khu chợ Bến Thành. Mà cái khoảng cách cũng gần, không quá xa. Đấy, nhà cửa các thứ thì mọc lên san sát rồi, khu vực trung tâm mà các bạn. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái. Quẹo trái thì chúng ta sẽ đi ra con đường Trần Hưng Đạo. Đây là điểm cuối của đường Trần Hưng Đạo. Đây một số em này đi không biết sao bị mấy chú công an xử lý này. Có lẽ là vi phạm luật giao thông. Rồi mình sẽ quẹo trái để đi về phía khu vực chợ Bến Thành. Thì ở đây thưa cô bác anh chị là đây đang là mặt trước của chợ Bến Thành. Khúc này gọi là cửa nam của chợ Bến Thành nhé. Cửa nam của chợ. Trong thời gian tới thì ở đây sẽ tổ chức những các cái phương án để xây dựng cái khu vực này thành một cái quảng trường. Rồi sẽ đưa tượng của Trần Nguyên Hãn, rồi tượng tượng Trần Nguyên Hãn, rồi tượng Quách Thị Trang về đây.
Đây, mời cô chú anh chị chúng ta cùng di chuyển tiếp. Đây mình đang có mặt trên con đường Phan Bội Châu. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi vào đường Lưu Văn Lang. Khu phố này cũng bán các cái ba lô, túi sách, quần áo, rồi áo thun, giày dép. Đây các bạn nhìn này, cũng có những cái người phụ nữ, người nước ngoài đó, họ đang coi để họ mua giày dép đó, họ mua những các cái đôi dép cho em bé. Khu vực này cũng buôn bán không có được thuận lợi, do là khách quốc tế, khách nước ngoài sang Việt Nam lúc này không nhiều. Tới đây thì chúng ta gặp con đường là Nguyễn Trung Trực, ngã ba Nguyễn Trung Trực cắt với Lưu Văn Lang, ngày xưa là Tạ Thu Thâu. Khúc này thì vẫn còn một cái lô đất trống. Còn quẹo trái đây các bạn, là chúng ta sẽ gặp dao của Nguyễn Trung Trực cắt với Lê Thánh Tôn. Đây chúng ta đang có mặt ở khu vực chợ Bến Thành. Bên tay trái của cô chú anh chị là khu cửa Tây. Bên tay phải này là con đường Lê Thánh Tôn. Ở đây thì khách sạn cũng khá nhiều. Những cái khách sạn này thì giá nó sẽ mắc hơn là chúng ta thuê mướn ở cái khu Lê Thị Hồng Gấm hồi nãy. Đây các bạn nhìn những cái chiếc taxi thì họ đón khách ở trong cái khách sạn Avanti. Đây phía trước cổng chợ Bến Thành các bạn nhìn cũng có những cái đoàn xe chở khách du lịch, và có những cái người ăn xin sẵn sàng là cầm cái nón để dơ ra để xin. Đó. Hầu hết các cái bạn này là ở Campuchia sang Việt Nam. Đó. Ở Campuchia sang Việt Nam rồi hành nghề. Khách này là cái đoàn khách này là khách Trung Quốc. Nhiều khi cái cửa kính đó các bạn là người ta không có mở được. Cửa kính không có mở được nên người ta cũng không có cho. Nhưng mà khách mình để ý ở đây thì cũng có nhiều du khách, họ cũng rất là thoải mái, họ sẵn sàng là cho một chút tiền lẻ để nói chung là với cái tình thương thôi. Nhưng mà thực tế mà nói là đôi khi các cái bạn này ấy, cô chuẩn bị đi về cô, đôi khi không có phải là con của các bạn ấy, mà nhiều khi các bạn ấy thuê con cái của ai đó. Đó rồi những cái người bán mắt kiếng dạo này các bạn này.
Đấy, khi mà thấy khách nước ngoài đó các bạn, là những cái bạn ấm em bé đi là tiếp cận. Xe taxi dừng đón khách. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Nói chung phải đi chậm chậm thôi, thì quan sát cô bác sẽ thấy được khá nhiều những cái thứ thú vị ở đây. Rồi, những cái bạn ngửa nón xin tiền. Ở bên này đây cô chú anh chị nhìn thấy là mọi người xếp hàng để đổi tiền. Rồi mình sẽ quẹo phải đi vào đây là con đường Nguyễn An Ninh nhé các bạn. Khu này gọi là tuyến phố của người Hồi giáo. Đấy, họ đề 5 ringgit, tức là 30.000 một set đồ lưu niệm. Họ bán quần áo cho những cái người theo đạo Hồi. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào con đường Trương Định. Mình sẽ đi qua khu công viên Tao Đàn. Đây góc của đường Lý Tự Trọng cắt với đường Trương Định. Và tới đây Tuấn Dương xin tạm dừng video clip. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay, đồng hành cùng với Tuấn Dương trong những video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.